Trên tay máy nghe nhạc à và cái ST3000 và tai nghe Odyssey, bộ chơi nhạc di động trị giá tới 200 triệu. Chỉ phục vụ vấn đề nghe nhạc một cách nhỏ gọn thôi, nhưng cũng tốn bằng hai chiếc sinh hoạt 150 ỷ đội. Để nghe nhạc ở bất cứ đâu thì rất đơn giản, chỉ cần một cặp tai nghe và smartphone là xong. Nhưng với những người kỹ tính, cần phải có chất lượng nhạc vượt trội chứ không chỉ dừng lại ở mức nghe được nhạc thì sẽ phải sẵn sàng chi số tiền mà những người khác không dám chi. Điển hình như bộ máy nghe nhạc và tai nghe từ hãng Acto và cơn này chỉ để phục vụ mục đích duy nhất là đưa nhạc đến tai người dùng thôi mà cũng có giá bán lên tới 200 triệu đồng. Chúng có gì đặc biệt để xứng đáng với mức giá ngút trời này? Nguồn phát nhạc là chiếc máy AV và K và anti ST3000, dòng máy nghe nhạc DAB đầu bản vừa được ra mắt của Acto và cơn. Máy có thiết kế siêu vuông vức và cũng siêu nặng đặc trưng của máy nghe nhạc từ hãng. Các cạnh bên và mặt sau có thiết kế với họa tiết phân mảnh từ những hình tam giác. Thân máy được hoàn thiện bằng thép không dĩ 904 lít rất dày, cho trọng lượng tổng cộng của máy lên tới 493 gram, cầm rất đầm tay nếu không muốn nói là hơi nặng. Núm chỉnh âm lượng kim nút nguồn được thiết kế giống một viên kim loại, phía dưới có đèn đổi màu với màu đỏ chơi nhạc 16 bit, xanh dương là 24 bit, xanh biển là 32 bit và tím là DSD. Cạnh còn lại có 3 nút điều khiển dừng chơi và chuyển bài hát. Cạnh dưới là khe cắm thẻ nhớ micro SD hỗ trợ tối đa 1 TB. Máy đã có sẵn 256 GB. Cùng với đó là cổng sạc USB Type-C hỗ trợ chuẩn quy chế 3.0. Sạc đầy trong 3,5 tiếng cho viên pin 5050mAh hoặc cũng có thể dùng làm USB đắt cho máy tính Windows và Mac. Cạnh trên là cổng 3.5mm, 4.43 lần và 2.53 lần. Trong đó, hai cổng dạng 3 lần thường được sử dụng bởi các cặp tai nghe cao cấp để cấp nguồn mạnh hơn và giảm nhiễu so với 3.5mm. Điểm làm chiếc máy này trở nên đắt đỏ không chỉ là thiết kế hầm hổ bên ngoài, mà còn là hệ thống phần cứng giải mã nhạc rất phức tạp bên trong. Máy trang bị hệ thống DAXXA Audio với 6 chip gồm 2 chip K4191EQ và 4 chip K4499X giải mã nhạc digital và analog riêng biệt cho tín hiệu chính xác nhất trước khi tới tai nghe. Máy có khả năng giải mã nhạc BCM768Hz mỗi 32 bit và DSD512 và phát nhạc Bluetooth với chuẩn áp XLDAC và Bluetooth xin cho phép chơi nhạc không dây từ máy khác thông qua áp tệ bản. Ngoài việc nghe nhạc offline thì ta cũng có thể stream nhạc từ Tidal, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Wordpress, Deezer hay Zendesk. Cặp tai nghe thì mang tên Empire X Acto và Kern Odyssey là một dự án hợp tác giữa Acto và Kern và hãng chuyên làm tai nghe cao cấp Mỹ Empire. Tai được làm bằng nhựa acrylic giống với các sản phẩm dạng đặc làm riêng, khớp tường với mặt ngoài 7 sắc cầu vồng và hai logo của hai hãng làm nên cặp tai nghe này. Ở mỗi bên tai nghe có tới 10 màng loa với 4 loại khác nhau, trong đó là hai màng Dynamic Quad ngày 9 dành cho giải trầm, siêu trầm, 5 màng 3 lần Amateur đặc riêng từ nâu cho giải trung cao và cao, hai màng tĩnh điện Electro Hit dành cho giải siêu cao và một màng truyền âm qua xương quát 10 toàn giải. Hệ thống này được điều khiển bằng bộ phân tần sinh ít và bộ điều khiển EIVE CMKII dành riêng cho màng tĩnh điện và truyền dẫn qua xương. Cũng giống với máy nghe nhạc ST3000 phía trên, việc trang bị nhiều thành phần phần cứng phức tạp giúp Odyssey xử lý từng thành phần của âm thanh một cách chuyên dụng để có độ chính xác cao. Một màng loa chỉ đảm nhiệm một giải tần số duy nhất sẽ tốt hơn việc phải gắn đáng tất cả. Tai nghe sử dụng cổng cắm 2, tinh thường thấy trên tai nghe in-ear cao cấp. Dây được sử dụng là Effect Audio Adapter 2 bằng đồng nguyên chất AVK-GUPOC Silic. Cổng cắm dạng 4.43 lần để sử dụng với những máy nghe nhạc như chiếc ST3000 phía trên chẳng hạn. Nếu không muốn dùng dạng cổng cắm này thì ta có thể thay thế dây 3.5mm thông thường. Thời gian trải nghiệm bộ đồ này của tôi là có giới hạn nên không thể đưa ra đánh giá một cách chính xác được. Nhưng những yếu tố làm nên một bộ nghe nhạc đắt tiền bao gồm khả năng bóc tách chi tiết bài nhạc, độ rộng âm trường và âm hình đều được bộ đôi này thể hiện rất tốt. Từng giải âm đều được chăm chút để thể hiện một cách chính xác nhờ hệ thống màng loa rất cầu kỳ của tai nghe Odyssey. Nhược điểm của bộ đôi này thì vẫn quay ngược lại giá bán của chúng. Với mỗi sản phẩm có giá lên tới 99 triệu đồng thì chúng sẽ chỉ dành cho người có tài chính rất dư dả và cũng rất đam mê việc nghe nhạc di động. Vì mức giá này là chạm ngưỡng của các dàn tai nghe chụp đầu hi-fi và dàn loa mid-fi rồi. Cảm ơn SV Hau đã cung cấp sản phẩm trên tay. Cảm ơn đã xem tin và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tin tức mới trên kênh.